Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ngọc Family Channel nha. Mọi người ơi, xin mọi người bấm nút like và đăng ký kênh, đồng thời bấm chuông để ủng hộ giùm cho Ngọc có thêm nguồn động lực để làm video về tình dục, về tâm lý phụ nữ như thế nào, vân vân và vân vân, rất là nhiều chủ đề hấp dẫn ở trong cái kênh này ha. Ngọc sẽ nói bằng tất cả cái kiến thức mà mình đã có và mình đã trải qua trong một cuộc hôn nhân của mình, đã quan hệ tình dục, mình trải qua những cái giai đoạn, những cái thử thách như thế nào, thì cái sự thèm khát và cái sự nứng sướng gì đó mình cũng đều diễn tả. Bây giờ em Ngọc Dâm sẽ quay trở lại với một cái chủ đề rất là hấp dẫn: bí quyết thổi kèn. Tò tí te tò te. Đàn ông chết mê chết mệt, thèm chơi ngay lập tức, sướng quá. Đây là một cái bí quyết mà không phải một cái người phụ nữ nào cũng biết. Cái này là cái thổi kèn ha. Thổi kèn có nghĩa là mình dùng miệng để mình kích thích vào cái nơi cơ quan sinh dục của một người đàn ông, đặc biệt là người chồng của mình, hoặc là bạn gái nào mà có chồng thì mình có thể xem video này để mình làm sao cho người chồng của mình giống như một ông vua ngồi hưởng thụ sung sướng khi mình thổi kèn giùm anh ta. Trong màn đêm buông xuống, đó là cái nơi lý tưởng để mình thổi kèn ha. Đó là một cái quan hệ bằng miệng, quan hệ tình dục bằng miệng, hay còn gọi là thổi kèn. Thì nhìn chung á, cái chuyện thổi kèn này á, nó có phù hợp và nó có phù hợp với cái văn hóa vùng miền của cái đất nước châu Á hay không? Thì thường thường á, người châu Âu, họ những người phụ nữ ở châu Âu thì họ có rất là nhiều kiến thức để họ thổi kèn làm sao cho người đàn ông sung sướng. Nhưng riêng những người phụ nữ châu Á thì nhìn chung á, người ta còn rất là người ta chưa có một, có nhiều cái đất nước như Việt Nam mình chưa có phát triển, cho nên là những người phụ nữ Việt Nam họ nhìn cái chuyện, nhìn nhận cái chuyện quan hệ tình dục bằng miệng đó là một cái điều gì đó nó rất là dơ và ghê, họ gớm, họ không dám làm như vậy. Nhưng cánh đàn ông Việt Nam thì rất là khao khát được quan hệ bằng miệng, có nghĩa là mình dùng miệng của mình để mình ngậm cái cơ quan sinh dục của một người đàn ông, làm cho họ cảm thấy rằng giống như một ông vua vậy đó, họ đang được nâng niu và chăm sóc rất là kỹ càng. Họ cực kỳ thích như vậy bởi vì nó giống như là gãy ngứa, gãy nhột vậy đó. Nhưng mà mình phải biết làm sao, cái cách để mà mình thổi kèn thì phải, mình phải có cái tuyệt chiêu ha. Cái cách để cho làm chàng chung sướng, chết mê, chết mệt thì không phải đàn bà nào cũng biết đâu. Nhưng mà Ngọc đã từng thổi kèn có rất là nhiều kinh nghiệm rồi, thổi kèn rất là nhiều cây kèn rồi, cho nên là Ngọc từ kèn Tây, kèn Ta, kèn Phi Châu, kèn Giá Trắng thì Ngọc cũng thổi hết rồi. Thành thử ra là mình biết được cái kinh nghiệm của mình rất là nó nằm ở trong một cái dạng như là rất là phong phú ha. Ngày hôm nay Ngọc đúc kết cho một cái video này để mà chia sẻ cho các anh nào mà thích nghe cái chuyện thổi kèn có thể vào nghe, hoặc những chị em bạn gái nào mà chưa bao giờ thổi kèn thì Ngọc khuyên rằng nên thổi kèn đi. Thứ nhất là bạn sướng, thứ hai là người bạn tình của mình vô cùng cực kỳ sung sướng luôn khi mà mình thổi kèn. Thổi kèn có nghĩa là mình dùng miệng để mình kích thích vào cái cơ quan sinh dục. Cái cậu nhỏ của một người đàn ông cũng khá là tròn tròn và khá là to to. Nhưng khi mà mình dùng miệng thì mình phải biết cách ha. Mình có thể để trong miệng của mình thớt là nhiều nước biếng, để cho khi mà mình ngậm vào đó thì nó sẽ ướt nguyên cái cây mía, gọi là cây mía đi. Và người đàn ông họ cảm thấy rất là được nâng niu, rất là sung sướng khi mà họ nhắm mắt lại, họ cứ miên man, họ mơ màng về một cái người phụ nữ mà đang yêu thương mình, nâng niu mình bằng cách chăm sóc, mình dùng miệng của mình để chăm sóc cậu nhỏ của anh chàng. Thì cậu nhỏ này thì cũng tùy theo người đàn ông thì có kích cỡ to, kích cỡ nhỏ. Có những người phụ nữ họ tập luyện đến đó mà họ có thể ngậm hết vào trong miệng tới cuốn họng luôn. Và cái đó mình phải biết cách ha, mình có thể ngậm mình nhả. Nhớ là đừng bao giờ dùng răng nha phụ nữ. Các chị em phụ nữ mà dùng răng là hoàn toàn sai lầm. Khi mà mình ngậm mình phải để thật là nhiều nước miếng trong miệng của mình. Mình phải lúc nào cũng điều tiết cho nó thật là nhiều, để khi mà nó bôi trơn như vậy thì người đàn ông họ cảm thấy sung sướng giống như là đang quan hệ cái vùng dưới vậy đó, họ cực kỳ thích đó. Nhưng mà nhiều chị em phụ nữ thì không biết thì dùng răng là một hoàn toàn sai lầm nha. Dùng răng thì sẽ vô tình đàn ông người ta đang sung sướng, đang nứng, đang phê, bỗng nhiên người ta tụt xuống, rớt xuống nhật thẳm, bởi vì người ta cảm nhận thấy ôi sao mà đau quá, tự nhiên ở đâu xuất hiện mấy cái răng lòi ra. Thì cái răng đó nó làm cản trở đi cái sự sung sướng và làm cho nhiều khi người ta muốn xuất ra, lúc đó xuất đi miệng mình thì bỗng nhiên người ta bị kìm lại, bởi vì em ơi răng của em cạ vào làm anh cảm thấy hơi bị đau. Và Ngọc đã từng bị, khi lúc trước Ngọc quen một người bạn trai thì Ngọc thổi kèn thì anh chàng đó mới nói em ơi em đừng nên dùng răng, em nên dùng lưỡi và miệng mà thật là nhiều nước miếng, chứ như vậy thì em sẽ làm vô tình làm anh cảm thấy mất hứng.
Đó, thì Ngọc có những cái kinh nghiệm đó, chia sẻ đó, thì Ngọc lấy cái đúc kết đó để Ngọc nói cái chuyện quan hệ bằng miệng, thì mình phải có những cái tư thế, có thể là nàng thì ngồi nhưng mà chàng thì nằm, nhưng mà chàng nằm thì chàng đưa cái cây mía ra, thì mình có thể ngậm chuối ha, nói chuối thì dễ đi, nói mía thì khó lắm, mía thì nó cứng mà nó dài nữa, vì cái chuối đó, chuối đó mình phải biết cách để ngậm chuối, điều tiết làm sao mà lên xuống nhịp nhàng nha. Đó, từ từ mình làm, càng lúc mình càng bóp cái miệng, mình phải bóp lại, bóp để như là mình đang ăn cà lem vậy đó. Mọi người có tưởng tượng rằng mình có thể mình quét cà lem lên trên cái cây chuối, trái chuối của chàng, để cho nó có cái hương vị ngọt ngọt, có thể là dâu, mùi trái cây, mùi cam, mùi xoài, mùi mít gì, mình thích cái mùi gì thì mình quét lên đó. Thì mình sẽ dùng lưỡi của mình để mình liếm cái cây cà lem đó, để cho nó hết cái cây cà lem đó. Mình giống như một cái đứa bé mà sợ rằng ăn hết cà lem thì không còn cà lem để ăn nữa. Mình cứ như vậy và mình cứ liếm hoài cho đến khi nào mà xuất ra thì thôi. Chàng xuất ra, khi mà chàng xuất ra, tất nhiên là chàng đã sung sướng và hài lòng với những gì bạn đã làm. Và cái đó cũng là cái bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có rất là nhiều cặp đôi họ ly hôn nhau, họ chia tay bởi vì cái lý do hết sức là vô lý. Đó là cái chuyện quan hệ tình dục của họ không có được hòa hợp. Đàn ông thì rất là thích thuận thổi kèn, nhưng vợ của anh thì ở nhà. Có anh chàng comment cho Ngọc nói rằng: "Em ơi, em Ngọc ơi, ước gì em được một phần của ai, vợ của anh được một phần của em." Tất nhiên là vợ của anh biết được một chút kiến thức về thổi kèn như vậy thì anh sung sướng biết mấy, nhưng có cái khổ nổi. Vợ anh khi mà đưa cái trái chuối cho, đưa cây kèn cho cô ấy thì cô ấy từ chối ngay lập tức. Bởi vì sao vậy? Cô ấy gớm, cô ấy thế này thế kia, không có chịu thôi kèn. Và người đàn ông cảm thấy rất là mệt mỏi và chán nản và muốn đi ngoại tình. Bởi vì ra ngoài đường, những cô gái massage, người ta sẵn sàng làm đủ cách để người ta kiếm tiền mà. Người ta đang làm kiếm tiền. Rồi còn mấy cái chị em phụ nữ thì lại điên cuồng đi vào đó đánh ghen này nọ kia. Đó là điều hoàn toàn sai lầm mà chị em phụ nữ nên sửa tính cách của mình lại. Đừng nên đi đánh ghen, mình giữ gìn hạnh phúc của mình, gia đình của mình bằng cách đừng bao giờ đi đánh ghen hết trơn. Mình không thể nào giữ chân của người chồng của mình bằng cách mình quýnh cái người phụ nữ đó, để người phụ nữ đó rời xa chồng mình. Rồi sau này người phụ nữ đó không có người phụ nữ này thì cũng có người phụ nữ khác. Trên đời này còn rất là nhiều người phụ nữ bán quán massage, karaoke, không lẽ gì mình vô mình quýnh hết từng người, đúng không? Cho nên là mình muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình thì đừng bao giờ đánh ghen hết. Mình nên dùng mềm, lạc mềm, buộc chặt. Mình nên dùng những cái chiêu thức thổi kèn, học cái cách thức mà Ngọc nói thôi thì nó cũng chưa có đầy đủ ý. Nếu như mà mình muốn biết thêm cái kiến thức sâu rộng hơn thì mình có thể xem những trang web phim đen, phim sex. Nó sẽ có rất là nhiều cái tư thế mà thổi kèn, nào là chàng đứng, nàng quỳ gối ha. Cái tư thế đứng và quỳ gối Ngọc cũng thấy rất là thích và vô cùng dâm luôn. Và không phải là người phụ nữ nào họ cũng bà sanh ra họ cũng dâm hết á, nhưng mà do là cái bản năng người đàn ông họ rất là dâm. Cho nên là mình sống với một người như vậy thì mình buộc lòng mình phải trở thành một cái con người gọi là làm gái gì dạng gì đó. Ban đêm, ban ngày thì làm mẹ của những đứa con, ban đêm thì mình phải trở thành một cô gái mà dạng như là ăn chơi gì đó. Nhưng mà thật ra là mình ban ngày mình phải trở lại làm vợ nó khó lắm. Ban ngày thì lại là một người vợ đảm đang, chăm sóc việc nhà rồi việc nước. Ban đêm thì phải là một cô gái dạng như bán quán bar vậy đó. Phải thật là hư, phải thật là dâm thì người đàn ông mới thích. Đặc biệt người đàn ông họ kỳ lắm. Họ thích mình phải giống như là đa năng vậy đó. Nhiều khi mình nghĩ mình giống như là siêu nhân búp Superman ha. Mình phải làm rất là nhiều việc để mình giữ chân người chồng của mình. Nhưng mà nhiều khi người chồng chán mình còn phải đi ngoại tình nữa. Lúc đó là mình cũng không có giữ chân được. Mình phải cho anh ta đi luôn đi. Mình còn trẻ, còn rất là nhiều người đàn ông theo đuổi mình. Thí dụ vậy đó. Đó. Chứ mình đừng có dùng cái phương pháp đánh ghen là sai hoàn toàn. Mình nên dùng cái chiêu mà thổi kèn đi, học cách thổi kèn đi. Bạn nào mà không có biết thì lên search trên những trang web đen, thiếu gì cái tư thế thổi kèn của anh Phi Châu. Đó, cũng vô cùng hấp dẫn ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem cái video của Ngọc. Nếu như mọi người thấy cái chia sẻ của Ngọc về sinh lý tình dục này hay, xin mọi người like video và đăng ký kênh để ủng hộ giùm cho Ngọc nha. Và đồng thời đón xem những video mới của Ngọc. Xin cảm ơn rất nhiều và xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.